Rồi chào bây giờ tất cả các bạn, các bạn nay chiều nay mình không đi săn bắt không có gì, nay chiều nay mua cái lẩu hải sản về ăn nha các bạn. Này mà mua ăn tất niên gia đình nhỏ các bạn. Lẩu này nãy mua nhiêu bảo? Lẩu này 150 các bạn, cũng có tôm mực rồi cũng 250, nói chung cũng rẻ các bạn. Đó có rau nè. Bông này và bông su đỏ nè các bạn, rau muống, bún, đây là thịt, thịt thơm, nấm mối, ọ nấm bọc bào ngư, nghêu. Đó. Này nãy chị chịu nói ta kim mới rau về, rau cả trời rồi chứ. Còn này nước lẩu các bạn, nước lẩu giờ nấu sôi rồi mới bỏ vô. Mình đây đây bán ở 150 nha, cái nguyên cái lẩu này 150 nha các bạn. 150 nói chung rẻ. Với còn miếng khúc cá tra phi lê bữa hổm các bạn, khúc cá tra mà bữa hổm mình làm cái clip mà mình nấu cháo lấy đầu á, còn cái mình lấy phi lê bữa nay mình sắt ra bỏ vô nấu lẩu nha các bạn. Cái gì con nè các bạn thấy không, cá tra nha, giờ nấu cho nó ra nước. Dạ. Dạ. Đây giờ đổ mấy mực tôm đồ vô nha các bạn. Đổ vô cho nó chín hết mình nấu lại lần nha các bạn. Kệ nói chung chứ không phải ăn mà có thứ tự. Này nãy phải có biết ra này đúng rồi, để lên nấu nóng cái ăn tới đầu ấy tới đó. Má tôm trứng không? Mình nấu lẹ các bạn. Trong vòng tích tắc 15 20 phút là có ăn rồi. Rồi nha các bạn. Giờ mời các bạn cùng dùng lẩu với ba Phi mình nha. Ba Phi là ai? Ủa ba Phi là ai vậy? Đó. Phi là cậu hai tài. Để bà lấy chén hút cho thùng mấy giờ. Khoan bút không sao. Thì nay kìa.
Rồi ba thấy mời các bạn nha, làm nữa chén bún trước nha. Rồi ăn lẩu mà vừa nghe nhạc quá thời gian thì còn gì nữa. Ừ, này giúp chắc gì số mấy cái nhạc này sao bị bắt quyền. Ờ có nhạc này bị bắt quyền. Còn mấy nhạc đó đúng nhưng mà nó chỉ công khai thì bộ mấy bạn có bằng chứng có bằng chứng. Còn nói chung là anh xuống về đăng lên mới biết. Mời mặt bạn nha. Cái thứ hai là mặt bạn của anh. Có rồi không? Thật thà gì không biết coi. Đó, khóc á. Trời ơi, đúng cái bầu cư. Mà cảm cá. Cá này hãy bằng thịt ngọt. Đây, cá đa phi lê các bạn. Cá đa, cá dầu 3 cái máy nha. Phi lê cho bữa sạch cho bữa. Rồi. Mày ăn mà không? Ăn đi. Mấy nhà mấy nhà mấy nhà mấy nước mấy nhà 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 mấy mang chạy vô đó. Rồi đi ra chờ chị hai đi. Mang miếng này mang vừa gặp. Mày bọc cho con tôm nè, rồi cầm nó máy ăn đi. Nó cổ mạnh của nó tục nó mơ đột bột. Sướng rồi đó. Tuyệt vời ông mặt trời. Trời ơi, ra muốn. Ra muốn vườn nha, mới đi hái vô nãy. Ông ơi, có bộ ông hẩm đi, anh đánh đổ cái ra muốn, kêu là ra muốn gì ra. Nó chen cọc giá mà kêu ra muốn. Nó bất đổi thì bò ăn ngon kia chứ. Mà biết ra muốn gì á. Kêu là muốn gì mà quên mẹ là phải anh sợ. Đâu. Mày không thấy thịt, không thấy cá luôn. Đó, cá đó. Nhìn dài nha. Tâm này tâm mấy à? Tâm phải hỏng mua cho chị nè.
cải thôi, không đục. Cầm này cầm đi, cầm này cầm 2 ký. Thế là đi làm được 40 rồi. Cầm này lỡ qua cho lâu. Rồi, thôi thì báo bây giờ. Anh chết. Nè. Tắm mày ơi, chưa có đặt rồi chị hết. Vô cái đệ hả?
lại gì chứ mới biết nó sợ. Thấm chưa? Vậy chưa thấm chưa? Đúng rồi. Ừ. Chơi chứ ăn đi. Ba tô rồi. Đủ ký rồi. Chén ăn năm năm chén. Cái bệnh miếng mực này nó đòi bể bơi đây. Bạch tốt. Ừ, mắt nó trụng chảy hay chứ? Ừ, nó phải là không trụng gì đâu. Mà không cắt rồi nó trụng vậy. Nước đâu ra trời. Không động nó bị giấy hả? Không động không có ngon, ta làm rồi. Ta trụng. Nước đâu ra chảy là le đây trời. Không lên được. Ôi, xác. Nào, tìm cơm rồi. Hai cái bún. Rau. Rau rau. Bơ mất. Rau. Rau ít quá, đúng rồi, ngon thiếu rau. Chú lão. Chị tính mua hai cái không? Cái không trăm á, cho nó nhiều rau, nhiều nước. Mà phải biết cái rồi đi mua rau trên đây. Làm gì? Chị không thấy rau, thấy rau, chị mua hai cái rồi. Mang cái đến. Mang đến hả? Không được. Không được làm gì? Chào dưới xe cái gì vậy? Đâu? Mẹ thấy nó sàn sàn đầu rồi đó. Đấy á, nghe đã bắt thành đầu. Làm cái chiến này, cái chạy bỏ giúp mình. Vì mới nấu nữa, ấm thì nhóc rồi kìa. Này, giúp tiếp không? Hôm nay vậy tiếp. Đang giúp ngon mà đi cái kéo cả ngỏng rồi. Được. Đây, đưa ba tô. Thôi đi đi. Các bạn còn có hai người, còn có hai huynh đệ nữa, là lẩu cũng hết luôn rồi. Này là cải, cải nhận dưa, dưa cải, cải kêu cải tàu xài. Này của mẹ để nhận Tết ăn nha các bạn. Đó nó cải tàu xài mày không chịu thôi chứ tao đâu biết cải gì nữa. Cải này cải cái tàu xài đi không? Mà cải ăn đi. Cải nhận dưa. Cải người ta kêu bằng cải tòa xài. Còn cái tên nó là cái gì quên mày hả? Còn bà sáu hồ sáu ngô bên tao thì bà kêu cái cùi xài. Cùi xài. Ừ, cái cùi xài. Rồi tới đây chào tạm biệt các bạn nha. Tao đồng bảo với cái cuối cùng nè. Mình sướng sướng rồi. Tạ quá. Nó uống vô dỗ bắp đồ làm chi.